con nhỏ lừa đảo. Anh khỏe không? Khỏe gì mà khỏe. Nếu mà xưng mày tao á thì mình là người mất lịch sự, mà xưng cô tôi á thì mình lại là thằng khùng. À, biết rồi. Nè. Nè, cái gì mày nè? Để mi nói cho Du nghe. Du xuất hiện ở đây trước mặt mi là quá gan. Du có tin là mi sẽ báo công an bắt Du không? Hả? Em báo công an đi. Ai xấu hổ biết liền. Giả cũng bị lừa. Nói gì vậy? Nè, tôi đến đây không phải để gây chuyện đâu nha. Tôi đến làm gì? Tôi đến đây chỉ muốn lấy lại cái súng đạo cụ hôm bữa thôi. Súng gì? Súng đạo cụ. Quan trọng không? Quan trọng. Quan trọng lắm hả? Đúng. Xin chào. Chào con Sơn. Chà, hôm nay có bạn gái mới nữa hả? Nghĩ gu cậu Sơn này tại vì sao? Người ở. Nghe nói nghỉ hai tuần nay tầm sư học đạo à. Nay có thử vài vòng không? Chơi thì chơi thiệt chứ ai chơi thử. Năm rau, ai thua sẽ mời những người còn lại qua Hồng Kông ăn hủ tiếu rồi vậy. Ok. Ok, được. Thử coi. Cung. Cung. Đầu hàng đấy cậu Sơn. Tụi này sẽ giảm 10% tiền thua cho cậu. Nghỉ ngơi đi cậu chủ. Hàng rồi này để tôi lo cho. Tên. Tôi mà thắng trả súng cho tôi đó. Quăng sọt rác rồi. Cái gì? Kim Sơn! Tất cả rác ở khu vực này đều tập trung ở đây cả. À, cô cho con hỏi là nhà mình xài bao rác màu gì vậy cô? Màu đen. Dạ, màu đen. Màu đen. Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao. Tình nao nao đưa người về bên nhau. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí.